làm thế nào để có thể phòng tránh yếu sinh lý ở đàn ông khi nhắc đến từ yếu sinh lý thì người đàn ông nào cũng sợ hãi vô cùng và cái từ yếu sinh lý là một cái từ nó gọi là mỉa mai đối với một người đàn ông nên làm thế nào để có thể phòng tránh được cái việc hạn chế lại cái việc bị yếu sinh lý thì trong video này quỳnh sẽ hướng dẫn cho các anh nhé đầu tiên đó là phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của người đàn ông chế độ dinh dưỡng nó rất là quan trọng nếu như bạn không bổ sung những dòng thực phẩm nhiều kẽm từ thi thiên nhiên thì cơ thể của bạn sẽ bị thiếu hụt lượng kẽm kẽm là một thành phần làm gia tăng hóc môn testosterone và làm cho bạn có sức khỏe sinh lý rất là ok nên bạn có thể bổ sung những dòng thực phẩm nhiều kẽm ví dụ như là hào này giá đỗ thịt bò cần tây trứng trần vân vân để mình có một cái nội tiết tố tốt nhất nhé thứ hai này đó là bạn phải thường xuyên tập thể dục thể thao để mình có một cơ tim khỏe và một cơ thể khỏe mạnh mạch máu của mình lưu thông đều đặn và khi mà mình có một cái cơ tim khỏe thì đến lúc mình trả bài chắc chắn luôn đó là cái việc cứng cáp của mình nó cũng sẽ ok và bạn gái cũng sẽ bạn cũng sẽ rất tự tin với bạn gái đúng không thứ ba này hạn chế sử dụng những chất kích thích Ví dụ như là rượu bia, thuốc lá, những cái chất gây hại đến cơ thể. Tại vì theo nghiên cứu khoa học thì đến 80% những người đàn ông sử dụng rượu là sẽ bị yếu sinh lý, không trước thì sau các anh nhá Nên là mình càng hạn chế được thì càng tốt, mình sẽ càng có một cái sức khỏe sinh lý thật là khỏe khoắn và dẻo dai. Ừm uhm. À, thứ ba nữa đó là các anh phải thường xuyên đó là đi khám sức khỏe định kỳ à, ở những cơ sở y tế uy tín để mình khám cái nồng độ testosterone ở trong cơ thể của mình nếu như mà nó đang bị à, suy giảm xuống thì mình phải bổ sung nó vào bổ sung bằng cách đó là mình ăn uống như quỳnh nói đó ăn uống đó rồi là mình có thể bổ sung bằng những dòng thực phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để mình gia tăng cái nồng độ hormone testosterone trong cơ thể nhá thứ thứ tư à thứ năm nữa đó là khi mà các bạn làm việc căng thẳng thì các bạn phải giải trí bạn phải giải stress đi bạn đừng để cơ thể của mình bị stress quá lâu uh, stress nó cũng sẽ dẫn đến là người đàn ông bị yếu sinh lý và về lâu về dài là các anh sẽ cảm nhận rõ rệt và cuối cùng này các anh phải thường xuyên bổ sung những dòng thực phẩm để gia tăng nội yết tố như quỳnh nói đó là gia tăng cái kẽm vào cơ thể để gia tăng hóc môn testosterone còn nếu như mà bổ sung những dòng thực phẩm nào để cho cơ thể của mình có một cơ thể tốt nhất thì các anh có thể nhắn tin cho quỳnh để quỳnh có thể hỗ trợ cho các anh nhé